Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới đầy kỳ bí và thú vị của con bạch tuộc. Bạn có biết rằng con bạch tuộc không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn là một loài động vật rất thông minh? Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về con bạch tuộc. Con bạch tuộc có hình dáng gồm một cái đầu lồi với 8 cánh tay dạng xúc tu xung quanh. Cũng giống như thằn lằn có khả năng tự mọc lại đuôi, bạch tuộc cũng có thể mọc các tua có hình dạng như cũ khi bị mất. Đôi mắt lớn và thông minh của chúng giúp chúng quan sát môi trường xung quanh. Chúng không có vỏ ở ngoài bảo vệ như ốc và phần lớn loài bạch tuộc có những thân thể trọn vẹn mềm mà không có bộ xương bên trong. Bạch tuộc có đến 3 trái tim. Hai trái tim bơm máu xuyên qua hai mang trong khi trái tim thứ 3 bơm máu đi khắp thân thể. Bạch tuộc thường sống ở độ sâu lớn trong đại dương, nhưng cũng có thể xuất hiện ở gần bờ biển. Chúng thích ẩn náu trong hang đá hoặc cấu trúc tự nhiên khác. Bạch tuộc di chuyển bằng cách bơi hoặc bò. Chúng chỉ di chuyển mỗi khi đói hoặc bị đe dọa. Lúc này, chúng sẽ tích nước vào phần thân rồi bắn ra với tốc độ cực nhanh tạo thành cơ chế phản lực để đẩy cơ thể đi. Chúng cũng có thể sử dụng vòi để che mắt và bảo vệ cơ thể. Thị lực của bạch tuộc rất tốt nhưng chúng lại không có khả năng nghe thấy mọi thứ xung quanh. Bạch tuộc có khả năng biến đổi màu sắc của cơ thể để tự vệ và săn mồi. Chúng có thể trở thành một phần của môi trường xung quanh, từ màu xanh dương khi ở biển đến màu đỏ khi cảm thấy nguy cơ. Ba cơ chế phòng thủ tiêu biểu của bạch tuộc là phun mực, ngụy trang và tự tháo bỏ tua. Hầu hết loài bạch tuộc có thể phun ra một loại mực hơi đen và dày như một đám mây lớn để thoát khỏi kẻ thù. Bạch tuộc có cách săn mồi rất độc đáo. Chúng sử dụng cảm biến chạm trên cánh tay để xác định hình dạng và cấu trúc của đối tượng, giúp chúng chính xác trong việc bắt mồi. Bạch tuộc là loài động vật săn đêm, thức ăn ưa thích của chúng là cua, nhuyễn thể và tôm càng. Nói chung, bạch tuộc có xu hướng nhắm vào những con mồi có cùng kích thước hoặc nhỏ hơn chúng. Bạch tuộc được coi là một trong những động vật biển thông minh, chỉ đứng sau cá heo. Chúng có khả năng tự giải quyết vấn đề và học hỏi từ môi trường xung quanh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con bạch tuộc, một loài động vật đầy kỳ bí và thông minh trong thế giới đại dương. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm yêu thích đối với thế giới tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.